Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tăng cường quản lý và tuân thủ quét mã QR đáp ứng yêu cầu phòng dịch an toàn, Sở Thông tin Truyền thông đã hỗ trợ các cơ quan đơn vị toàn tỉnh thực hiện đăng ký và dán mã QR để mọi người khai báo y tế tại hơn 55.256 điểm. Tiện ích mà giải pháp công nghệ này mang lại là chỉ với một lần cài đặt là có thể thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi và đến. Khi cả nước bắt đầu chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19, bên cạnh nguyên tắc 5K và vaccine, thì công nghệ, đặc biệt là quét mã QR, là một yếu tố quan trọng giúp đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, bền vững. Do đó, Sở Thông tin Truyền thông yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền hướng dẫn mọi người cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng mã QR để sử dụng khi cần thiết. Hiện tại, mỗi ngày có gần 22.000 lượt quét QR điểm đến trong đó thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ có lượng quét QR cao nhất. Việc mỗi công dân chủ động cài đặt khai báo y tế bằng mã QR cũng là cách thể hiện trách nhiệm quyết tâm trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng địa phương đảm bảo an toàn hơn trước dịch bệnh.